Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa tổ chức phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật là 30 kg ma túy đá. 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Nông Thị Lan Thùy, Nông Thanh Tới cùng quê ở tỉnh Lạng Sơn và Lý Thị Vang quê tỉnh Thanh Hóa. Cả 3 bị lực lượng công an bắt giữ khi đang thực hiện vận chuyển trái phép 30 kg ma túy đá trên xe ô tô di chuyển theo hướng Lạng Sơn, Đồng Đăng. Đây là vụ vận chuyển ma túy có số lượng đặc biệt lớn. Các đối tượng liên lạc và thực hiện hành vi hết sức tinh vi, khép kín, gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Chí Tâm, sinh năm 2001, trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào sáng ngày 15 tháng 12 năm 2023, Tâm điều khiển xe mô tô đến nhà Trọng để rủ mua ma túy về sử dụng. Khi cả hai đi đến khu vực xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, thì phát hiện nhà của bà Dương Mỹ Duyên không có ai ở nhà, nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản. Lúc này, Tâm bảo Trọng ở ngoài cảnh giới, còn Tâm leo rào vào bên trong nhà, lục soát lấy trộm một điện thoại di động, hơn 1 triệu đồng tiền mặt và một sợi dây chuyền 5 chỉ, sau đó cùng với Trọng tẩu thoát khỏi hiện trường. Bị phát hiện mất tài sản, bà Duyên đã trình báo cơ quan công an. Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Tâm. Công an huyện Bát Sát phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Lào Cai đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1990, về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp thiết bị viễn thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Qua quá trình rà soát hàng trăm đối tượng nghi vấn trên địa bàn, các trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Quyết. Sáng ngày 25 tháng 1 tại xã Quang Kim, huyện Bát Sát, lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Quyết đang điều khiển xe gắn máy chở 26,5 kg dây đồng và bảng đồng đi tiêu thụ. Tại cơ quan công an, bước đầu Quyết khai nhận đã trộm cắp tại các trạm BTS, Vinaphone. Một đối tượng bị truy nã về tội giết người vừa bị công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 15 tháng 3 năm 2010, và Bá Sảnh, sinh năm 1983, trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, đã dùng súng kíp bắn vào người phụ nữ trú cùng bản sau khi bị nạn nhân phát hiện hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 30 tháng 4 năm 2010, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với và Bá Sảnh về tội giết người, nhưng bị can đã bỏ trốn. Ngày 22 tháng 6 năm 2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định truy nã và Bá Sảnh sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Vào khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2024 tại tỉnh Siêng Khoảng, Lào, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp nước bạn Lào đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng và Bá Sảnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị vừa phát hiện xưởng sản xuất, san chiết các loại nước hoa nhãn hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Bình Việt Nam, địa chỉ tại xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, do Nguyễn Thanh Tùng làm giám đốc. Tùng khai nhận đặt mua các loại dung dịch hóa chất chưa rõ nguồn gốc có mùi đặc trưng, giống với từng loại nước hoa của các thương hiệu nổi tiếng và cồn công nghiệp, sau đó trực tiếp pha chế theo tỷ lệ 50-50 và đóng vào từng can nhựa loại 5 lít. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2.462 lọ thủy tinh thành phẩm, dán nhãn các loại nước hoa của nước ngoài như Dior, Elri, Gucci, Coco, 500 lít dung dịch hóa chất để sản xuất nước hoa, 21 kg tem nhãn, các nước hoa cùng với nhiều phương tiện, đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa tổ chức phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật là 30 kg ma túy đá. 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Nông Thị Lan Thùy, sinh năm 1983, Nông Thanh Tới, sinh năm 1987, cùng quê ở tỉnh Lạng Sơn, và Lý Thị Vang, sinh năm 2002, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Cả 3 bị lực lượng công an bắt giữ khi đang thực hiện vận chuyển trái phép 30 kg ma túy đá trên xe ô tô biển kiểm soát 12C10073 di chuyển theo hướng Lạng Sơn, Đồng Đăng. Đây là vụ vận chuyển ma túy có số lượng đặc biệt lớn. Các đối tượng liên lạc và thực hiện hành vi hết sức tinh vi, khép kín, gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của các cơ quan chức năng. Việc đấu tranh thành công chuyên án thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm của lực lượng công an Lạng Sơn trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thuận An vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng Trần Duy Thiên, quê tại tỉnh Quảng Ngãi, về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 4/456, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao do đối tượng Trần Duy Thiên thuê để ở, lực lượng công an phát hiện thu giữ 4 khẩu súng ngắn và 59 viên đạn các loại. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Trần Duy Thiên khai nhận số súng và đạn trên được mua từ Campuchia rồi mang về nơi ở cất giữ và dùng phòng thân. Phòng Cảnh sát Hình sự đã bàn giao toàn bộ vụ việc, đối tượng và tang vật cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Chiều qua 25 tháng 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đối tượng điều khiển xe bán tải không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, vượt chốt đo nồng độ cồn, sau đó tông rồi kéo lê xe mô tô tuần tra ở Bắc Giang đã ra trình diện. Trước đó vào tối ngày 24 tháng 1, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông của Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại địa bàn thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Uyên. Khi tổ công tác tiến hành dừng xe bán tải biển kiểm soát 29H55142 để thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế, tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà lái xe lao thẳng vào tổ công tác, tông vào xe tuần tra của cảnh sát giao thông, khiến Trung úy Nguyễn Văn Tấn bị thương để bỏ chạy. Quá trình bỏ trốn, đối tượng kéo lê xe máy tuần tra của cảnh sát giao thông trong gầm xe. Tổ công tác sau đó phối hợp với đơn vị chức năng của Công an huyện Tân Uyên khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt đối tượng. Đến 2 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 1, đối tượng đã đến Công an huyện Tân Uyên để trình diện. Bước đầu, đối tượng khai tên là Hà Quang Tùng, sinh năm 1981 và thừa nhận trước khi gây ra vụ việc trên đã uống rượu. Mỹ phẩm, quần áo, thực phẩm chức năng là hàng giả, hàng nhái được giao bán công khai trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Đáng nói là hầu hết các mặt hàng đều được đăng tải lại là hình ảnh chính hãng của sản phẩm, của thương hiệu nổi tiếng. Các đối tượng đã xây dựng thành những đường dây làm giả với số lượng lớn để kinh doanh online. Vâng, một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do hệ thống pháp luật hiện chưa điều chỉnh, hoàn thiện kịp thời so với yêu cầu thực tế. Trong tiểu mục Vấn đề và Chính sách ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông Vũ Vinh Phú, nguyên phó ban chống buôn lậu và gian lận thương mại thành phố Hà Nội, chuyên gia kinh tế. Xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Theo Bộ Công Thương, tại Việt Nam, thương mại điện tử đang là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số. Năm 2022, doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam ước tính tăng trưởng 20% so với năm 2021, đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ. Năm 2023 đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, tương đương 25% so với năm 2022. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển cũng là tình trạng kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng lậu tràn lan trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, thường xuyên nhận phản ánh của các đơn vị sở hữu thương hiệu lớn về tình trạng hàng giả, hàng nhái thương hiệu của họ bày bán công khai trên các sàn thương mại điện tử lớn như Lazada, Shopee, TikTok.